điểm mắm tốt. Mắm cho một con quá đó. Bye.
Không hút ra. Không hút ra đâu, để cạnh như này. Bởi vì sáng mới đi soi đèn thì biết quả nào nó không có, quả nào đấy. Có. Mình chỉ ướp ướm. Tính là đi hôm nay đi bán gà. Hãy subscribe cho kênh Quan Thi Bien để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có đâu. Nhưng mà nó có không? Ngồi bên tốt, bên tốt. Anh này phải phun chứ anh.